chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, dòng xiết gió tây trên cao duy trì trên khu vực Bắc Bộ, nhiễu động trong đới gió đông trên cao tiếp tục hoạt động trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với những nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh Trung và khu vực Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Thưa quý vị, có dịp đến Thanh Hóa thì quý vị và các bạn đừng quên ghé thăm suối cá thần Cẩm Lương. Đây là điểm du lịch tâm linh sinh thái nổi tiếng nhất nhì quê hương điệu hò sông Mã, được công nhận là di tích lịch sử và di sản văn hóa quan trọng cấp quốc gia từ năm 1993. Suối cá Cẩm Lương tọa lạc tại bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đây là nơi cư ngụ của hàng nghìn con cá lớn nhỏ, mỗi con nặng từ 2 đến 8 kg, đặc biệt là có con nặng tới 30 kg. Một điều lạ lùng là những con cá ở suối Cẩm Lương chỉ bơi quanh quẩn đúng một đoạn suối dài hơn 100 mét. Cá đoạn suối này đặc biệt chỉ ăn lá cây để sống chứ không ăn thịt đồng loại. Nước ở suối cá thần trong vắt và không có mùi tanh, có thể dùng cho sinh hoạt hoặc nấu nướng. Đây là một điều khó lý giải mà các nhà khoa học vẫn còn đang nghiên cứu. Thưa quý vị và các bạn, đàn cá ở suối Cẩm Lương là cá dốc thuộc bộ cá chép và có tên trong sách đỏ Việt Nam. Giống cá màu xanh thẫm này có hai bên mép đỏ tươi, mỗi khi bơi phát ra những luồng ánh sáng lấp lánh như ánh ngọc đẹp mắt. Người dân trong vùng tin rằng đây là giống cá thần hiếm có và sự sung túc của đàn cá sẽ đem lại bình yên, no ấm cho cuộc sống của người dân địa phương. Cuối ngày thì đàn cá thần sẽ bơi xuyên qua một khe hang nhỏ để trú ẩn bên trong núi. Cửa hang chỉ rộng hơn một sải tay nhưng lòng hang rộng và sâu, đủ sức chứa hàng nghìn con cá. Hàng năm vào dịp tháng riêng âm lịch, suối cá thần Cẩm Lương thu hút hàng nghìn du khách thập phương ghé thăm và tham dự lễ hội rước cá thần truyền thống của người Mường. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo như sau. Thưa quý vị, tại khu vực Điện Biên, Sapa, Tam Đảo, khối không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tăng nhẹ, trời đỡ rét. Tại Điện Biên, có mức nhiệt độ dao động từ 18 đến 27 độ với độ ẩm 65%. Còn tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 9 độ, còn ban ngày khoảng 16 độ với độ ẩm tại đây khá cao là 100%. Còn tại khu du lịch Tam Đảo thì nhiệt độ duy trì ở mức từ 14 đến 15 độ với độ ẩm 100%. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng thì thời tiết các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Tại Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất từ 16 độ và cao nhất 18 độ với độ ẩm 90%. Tại Hạ Long, nhiệt độ trong ngày từ 18 đến 21 độ với độ ẩm 90%. Còn tại Hải Phòng thì nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ với độ ẩm 85%. Tại khu vực Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng hay Thừa Thiên Huế thì cụ thể tại Sầm Sơn có mưa nhỏ và trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 độ và cao nhất 22 độ với độ ẩm 90%. Tại Phong Nha Kẻ Bàng, mưa và trời rét, nhiệt độ duy trì từ 20 đến 27 độ với độ ẩm 80%. Còn tại Thừa Thiên Huế thì mưa và lạnh với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 22 đến 28 độ với độ ẩm 95%. Tại Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà, trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ trong ngày từ 22 đến 28 độ với độ ẩm 90%. Tại Hội An, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 28 độ với độ ẩm 90%. Còn tại Bà Nà, nhiệt độ ban đêm 14 độ, còn ban ngày 21 độ với độ ẩm 90%. Tại các khu du lịch Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết thuận lợi cho du lịch. Cụ thể, tại Nha Trang không mưa, biên độ nhiệt trong ngày từ 24 đến 30 độ với độ ẩm 70%. Tại Mũi Né không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ với độ ẩm 60%. Còn tại Vũng Tàu có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 55%. Thưa quý vị các bạn, tại Pleiku, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, trời không mưa. Cụ thể, tại Pleiku không mưa, trời rét về đêm với nhiệt độ từ 17 đến 28 độ với độ ẩm 50%. Còn tại Buôn Ma Thuột cũng không mưa với nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ, độ ẩm 50%. Tại Đà Lạt, trời rét với nhiệt độ duy trì từ 14 đến 23 độ, độ ẩm 55%. Tại các khu vực Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và U Minh, thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất 33 độ với độ ẩm 50%. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 55%. Tại U Minh, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ với độ ẩm 60%. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết biển có mưa rào và dông ở một vài nơi. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo là 26 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 70%. Còn tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất tại Phú Quốc 24 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 75%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.